Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm loa và âm ly, đó là loa Bose và âm ly karaoke Jaguar và California. Đầu tiên tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa Bose 3-in-1 Series 2 hàng Mỹ. Tôi xin nhắc lại, đây là cặp loa Bose 3-in-1 Series 2 hàng Mỹ với thiết kế nhỏ gọn, vỏ màu vàng, dạng loa để nằm sang trọng trang nhã. Loa sử dụng một bát 20 cm, màng giấy gân mút, và phía bên hông đây chúng ta thấy hãng bố trí hai loa chép giấy 8 cm, một loa chép giấy quay về phía trước và một chiếc kia thì quay về phía sau, với mục đích cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Phía đây chúng ta thấy có một lỗ thông hơi. Đây là dòng loa hơi model 3-in-1 Series 2. Dòng loa khá cao cấp, khá nổi tiếng của hãng Bose Mỹ. Đây là loa bên đây. Với cặp loa này chúng ta có thể dùng kết hợp nghe nhạc và hát karaoke trong không gian tầm dưới 30 m². Nếu quý vị nào có không gian gia đình mình lớn hơn 30 m², chúng ta có thể sử dụng hai cặp loa model này, hoặc chúng ta cũng có thể ghép vào thêm các dòng loa súp hay nhiều địa phương còn gọi là loa siêu trầm, tầm bát khoảng 30 cm đổ lại là cho âm thanh rất thoải mái. Như quý vị và các bạn đang thấy, phần vỏ được trang trí màu vàng sang trọng tuyệt đẹp. Đây là tem của loa. Chúng ta thấy hãng đề Bose 3-in-1 Series 2 hàng SLUX Mexico. Đối với dòng loa Bose thì như quý vị đã biết, hãng có sản xuất tại các nước như Mexico, Canada, USA hay Ireland, với chất lượng và độ bền như nhau, đều cho âm thanh rất tốt. Đó là hàng chính hãng. Phía dưới đây chúng ta thấy có hai cặp nữa. Cửa hàng hôm nay về rất nhiều dòng loa Bose 3-in-1 Series 2 phục vụ quý vị và các bạn trong việc nghe nhạc và hát karaoke. Tất cả đều còn tuyệt đẹp. Gân loa bát còn zin, tất cả gân loa bát zin hết. Hàng bao zin nguyên bản, cam kết đúng hàng bãi xịn. Những cặp loa vừa về còn tuyệt đẹp, thơm mùi Mỹ. Tôi sẽ quay phía sau. Tất cả đều còn tuyệt đẹp. Ở đây chúng ta thấy hãng đề SLUX Mexico. Với cặp loa này được sản xuất tại Mỹ. Còn đối với cặp này, chúng ta thấy hãng đề một cái địa chỉ tại Mỹ. Tức là cặp loa này được sản xuất tại Mỹ. Giá cả và chất lượng như nhau. Tất cả đều còn tuyệt đẹp, series trùng số đúng cặp. Và các sản phẩm cũng vừa về ngày hôm nay, đó là các dòng âm ly Jaguar model 2-in-3E, dòng âm ly cao cấp của hãng Jaguar Hàn Quốc. Phía bên đây chúng ta thấy có các dòng âm ly California như Pro 468B. Phía dưới đây là các dòng âm ly California Pro 828R. Tất cả đều mang thương hiệu. Đối với hai chiếc âm ly bên đây, thương hiệu của Mỹ, được sản xuất tại Hàn Quốc. Còn đối với chiếc Jaguar 2-in-3E này, máy được sản xuất tại Hàn Quốc. Các sản phẩm cùng về ngày hôm nay, đó là các dòng loa âm ly
Sansui model 5000X bao dính kích tên lửa. Và phía trên đây chúng ta thấy Sansui 2000X, tất cả đều còn tuyệt đẹp, được sản xuất từ những năm khoảng 1970, còn nguyên giấy tờ Katodo phía dưới. Tôi sẽ có các bài giới thiệu và test các sản phẩm này ở trong các clip tới. Với các dòng loa Bose này, chúng ta có thể dùng vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke, cho âm thanh rất tốt ở phân khúc giá bình dân. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nào cùng kiểm âm một đoạn nhạc. Tôi sẽ ghép thiết bị internet và hát online qua thiết bị Ali Jaguar 2L3E và cặp hốt 3L1CD2. Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Anh bé bước chân yêu thương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đây là những con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chẳng thể chẳng cho đến nay nào gầy, vì em sẽ anh ra đi chốn ấy. Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tầm tay, hướng quay về sau anh chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn về. Chẳng giấy chẳng đó đến lại hào hời, vì em xa anh ra đi chốn ấy. Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn lầm tay, hứa quay về sao anh chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề.
tình không quen. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thông tin chi tiết về địa chỉ liên hệ cũng như giá của các sản phẩm, xin mời quý vị và các bạn bấm xem trong phần tiêu đề tin phía dưới. Xin chào tạm biệt.